lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam có còn xứng đáng để mà lãnh đạo đất nước hay không. Việc thường trực Ban Bí thư Lương Cường bất ngờ sang Bắc Kinh để ý kiến Chủ tịch Tập Cận Bình mới đây cho thấy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam có thể bất chấp tất cả chỉ để đạt được mục đích của họ. Họ sẵn sàng dựa vào ngoại bang để tranh giành quyền lực, thậm chí sẵn sàng bán nước. Bắt đầu bằng câu chuyện đầu năm 2024, hàng loạt nhân vật lãnh đạo cấp cao trong đảng thuộc hàng tứ trụ đua nhau ngã ngựa, trước khi những kẻ này bị bắt tận tay, dây tận trán về tội nhận hối lộ, thì họ đều là những người lãnh đạo trong sạch. Vào ngày 20 tháng 2 năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vẫn hùng hồn phát biểu như sau: ngoài lợi ích của nhân dân thì đảng ta không còn lợi ích nào khác. Nhưng chỉ sau đó có hơn một năm, vào ngày 20 tháng 3 năm 2024, ông Võ Văn Thưởng đã bị cách tất cả các chức vụ trong đảng và nhà nước, bao gồm cả chức Chủ tịch nước. Lý do, trong giai đoạn làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ năm 2011 đến năm 2014, ông Thưởng đã nhận hối lộ lên tới 64 tỷ đồng từ tập đoàn Phúc Sơn để xây dựng nhà thờ tổ quê nhà Vĩnh Long. Hay như cựu Chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ, một ứng viên sáng giá cho chức Tổng Bí thư ở Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới, cũng đã bị mất chức đột ngột do thư ký riêng của ông là Phạm Thái Hà đã nhận hối lộ hàng ngàn tỷ đồng từ tập đoàn Thuận An. Cũng như thường trực Ban Bí thư và Trương Thị Mai, một người được đánh giá là trong sạch nhất trong đảng, cuối cùng cũng bị ngã ngựa vì đã nhận quả biếu là các biệt thự sang trọng có giá tới 2 triệu đô la từ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận. Đó là lý do mới chỉ hơn 3 năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội 13, danh sách của ủy viên Bộ Chính trị bị cho thôi chức hoặc bị miễn nhiệm đã gần một nửa. Danh sách những ủy viên Trung ương Đảng bị loại đến đầu tháng 10 năm 2024 lên đến 26 người. Đây chỉ bao gồm những người có liên quan đến việc bị kỷ luật do tham nhũng, không tính vì lý do sức khỏe. Những nhân vật chóp bu, tai to mặt lớn bậc nhất trong đảng còn ăn bẩn, ăn thỉu đến như vậy thì làm sao trách được lãnh đạo cấp dưới không ăn. Trở lại vấn đề đấu đá trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của đảng hiện nay, thực tế cho thấy mỗi người trong số họ đều sẵn sàng cõng rắn cắn gà nhà. Chủ trương dựa hẳn vào Bắc Kinh để hạ bệ Tổng Bí thư Tô Lâm là điều có thật. Câu hỏi đặt ra là tại sao nội bộ của đảng lại xảy ra những hiện tượng bất thường và nghiêm trọng đến như thế? Cựu thường trực Ban Bí thư khóa 12 Trần Quốc Vượng đã để lại một phát biểu để đời về sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, phát biểu hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng vào năm 2019, triển khai nhiệm vụ vào năm 2020, ông Vượng nói rằng cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng chính do chúng ta thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu, chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay Đại Bác đến xâm lược lật đổ chúng ta đâu, ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi. Cũng như ông Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói về đạo đức cách mạng của đảng viên rằng đạo đức cách mạng là sống trong sạch, không xa hoa lãng phí, không hủ hóa tham ô, không đặc quyền đặc lợi, đều một lòng một dạ phục vụ lợi ích chung của nhân dân. Theo Điều 4 Hiến pháp Việt Nam ở năm 2013 khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội. Có một câu hỏi mà cũng được đặt ra cho ban lãnh đạo của Đảng nói chung và Tổng Bí thư Tô Lâm nói riêng, đó là lãnh đạo Đảng hiện nay là ai vậy? Và họ có còn xứng đáng để mà nắm quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội theo Điều 4 của Hiến pháp quy định nữa hay không? Lương Cường ý kiến họ Tập, liệu Tổng Bí thư Tô Lâm có chịu xuống thang hay không? Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nổi tiếng là nhân vật bắc thân Bắc Kinh tới mức từng bị cáo buộc là thái thú của Trung Quốc tại Hà Nội. Tuy nhiên, theo một số nhận định, trong những năm gần cuối đời, bởi nhiều lý do khác nhau, ông Nguyễn Phú Trọng đã buộc phải đưa ra cái gọi là chính sách ngoại giao kỳ trè. Một trong lý do có lẽ cũng do Tổng Trọng hết chịu nổi những áp lực của lãnh đạo Trung Nam Hải với Đảng Cộng sản Việt Nam. Khác với người tiền nhiệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được cho là một chính khách thực dụng. Theo một số nhận định, ông duy trì một chính sách đối ngoại thân Hoa Kỳ và phương Tây, đồng thời quan hệ có giới hạn với Trung Quốc và Nga. Bên lề cuộc họp lần thứ 79 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, việc ông tiếp xúc với Tổng thống Mỹ và ngay cả với Tổng thống Ukraine Zelensky là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Mới đây, thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã bất ngờ sang Bắc Kinh để mở ý kiến ông Tập Cận Bình từ ngày 10 đến 12 tháng 10 vừa qua. Theo truyền thông nhà nước, chuyến thăm của ông Lương Cường với mục đích là thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tại cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc, ông Lương Cường được cho là đã đề nghị hai bên Việt Nam và Trung Quốc kiểm soát và giải quyết tốt các vấn đề khác biệt trên tinh thần hữu nghị
để tập trung giữ ổn định tình hình tại Biển Đông. Mới đây nhất vào ngày 12 tháng 10, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Hà Nội trong chuyến thăm chính thức 3 ngày tới Việt Nam từ 12 đến 14 tháng 10. Nội dung thông cáo của Chính phủ Việt Nam đưa ra sau cuộc gặp nói trên cho thấy Việt Nam và Trung Quốc đã đồng ý tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế. Đồng thời, ông Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam xem phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Theo giới quan sát, bất kể tranh chấp lâu dài giữa Hà Nội và Bắc Kinh trên Biển Đông đã dẫn đến những bất đồng sâu sắc, hai nước vẫn đồng ý tăng cường quan hệ kinh tế. Theo đó, Bắc Kinh sẽ mở thị trường cho nông sản của Việt Nam, đổi lại Hà Nội sẽ tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Rõ ràng các thông tin liên quan đến các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai đảng Cộng sản trong những ngày gần đây đã dẫn đến những cải thiện đáng kể cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Một câu hỏi được đặt ra là có phải Tô Lâm đã phải xuống thang trước áp lực của phe bảo thủ thân Trung Quốc trong quân đội và nội bộ đảng hay không? Việc Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Lương Cường bất ngờ sang Bắc Kinh để mở ý kiến ông Tập Cận Bình cho thấy các thế lực chống lại Tổng Bí thư Tô Lâm đã chơi một cú tất tay trong canh bạc quyền lực ở chính trường Việt Nam. Kể từ sau hội nghị Thành Đô vào năm 1990 đến nay, ban lãnh đạo Bắc Kinh luôn tỏ rõ là thế lực thao túng, sắp xếp và bố trí nhân sự lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam. Cuộc chiến tranh giành quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam còn tiếp diễn với những toan tính mưu mô xảo quyệt và những cú đánh dưới thắt lưng là điều không thể tránh khỏi. Đây là điều đã khiến cho ông Tô Lâm và phe cánh phải hết sức thận trọng. Tổng Bí thư Tô Lâm có thể sẽ tạm chấp nhận thoái lui để bảo toàn lực lượng trong cuộc chiến lâu dài khi đứng trước hành động cương quyết phải khuất phục được ông bằng mọi giá của ban lãnh đạo Bắc Kinh. Trong bối cảnh còn hơn một năm nữa trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14 là một giai đoạn mang tính then chốt mà các cá nhân và phe cánh trong đảng cần nỗ lực hết sức mình nhằm đảo ngược tình thế để có lợi nhất cho đồng minh. Đồng thời, đây cũng là một giai đoạn đầy biến động và kịch tính. Mọi việc bất ngờ đang còn ở phía trước. Từ bữa ăn của người lao động cần có sự cạnh tranh đến vấn đề phát triển quốc gia. Các sinh viên học quân sự tại khoa giáo dục quốc phòng an ninh thuộc trường Đại học Bách khoa Hà Nội tố cáo nhà ăn của nhà trường cho ăn cơm thừa canh cặn, vừa có cả ruồi rán trong khẩu phần ăn của họ. Theo báo Dân Trí vào ngày 8 tháng 10, nhiều sinh viên cho biết cơm thừa trong bát của từng bàn trong bữa ăn trước được thu gọn trộn đều và đổ vào khay. Sau đó, nhà ăn đã chia số đồ ăn thừa cho các sinh viên đến sau. Sau khi được truyền thông nhà nước phản ảnh trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình, đồng thời dư luận khẳng định đây là việc không thể chấp nhận được và đề nghị cần phải làm nghiêm xử lý đến cùng. Tuy nhiên, cách xử lý của ban lãnh đạo trường Đại học Bách khoa Hà Nội thể hiện sự khó hiểu, không thể chấp nhận được. Theo Phó Giám đốc Huỳnh Đăng Chính, một số thông tin phản ánh là đúng sự thật, nhưng cũng có những thông tin chưa chính xác. Trên mạng xã hội có sự tố cáo cho rằng lãnh đạo nhà trường đã lập tổ công tác điều tra xem có bao nhiêu sinh viên nói xấu trường trong các bài đăng trên mạng Internet để trừ điểm rèn luyện. Đồng thời, nhà trường cũng đưa ra các khuyến cáo đối với các sinh viên cần phải cẩn trọng trong việc bày tỏ ý kiến. Điều này dường như đã làm đổ gáo nước lạnh vào sự phẫn nộ của công luận. Được biết, đơn vị cung cấp khẩu phần ăn cho sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội là công ty dịch vụ đầu tư thương mại Bách khoa. Mỗi ngày, đơn vị này cung cấp khoảng 2.000 suất ăn cho sinh viên tham gia huấn luyện quân sự. Các bữa ăn này do sinh viên nộp tiền trong khóa học 2 tuần, với chi phí khoảng 1 triệu 600 ngàn đồng. Ngay sau khi sự việc bị tố cáo, nhà trường đã dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn. Mới đây nhất, vào ngày 12 tháng 10, Bộ Giáo dục Đào tạo và có công văn gửi tới Đại học Bách khoa Hà Nội về sự việc kể trên. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Đại học Bách khoa Hà Nội xác minh làm rõ nội dung phản ánh của công luận về chất lượng bữa ăn không đảm bảo, đồng thời yêu cầu Đại học Bách khoa Hà Nội phải xử lý nghiêm minh tập thể và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Những điều vừa kể trên thể hiện một lối tư duy của lãnh đạo Việt Nam ở mọi cấp, mọi ngành, từ trung ương tới địa phương, đó là luôn nhìn người dân như thế lực thù địch. Hễ có ai lên tiếng, có ý kiến trái chiều, thì ngay lập tức tìm mọi cách để mà bịt miệng. Trong khi ý kiến của sinh viên trong vụ việc vừa kể trên là quyền cũng như trách nhiệm để bảo vệ quyền lợi của mình. Bên cạnh đó, ở Bình Dương, công ty cổ phần may mặc đã cho công nhân quẹt thẻ để chọn phần cơm mà mình thích. Công ty này đã thiết kế máy quẹt thẻ cho công nhân và cuối mỗi bữa ăn dựa vào số thẻ công ty sẽ thanh toán tiền với đơn vị nấu ăn. Quan trọng hơn, mỗi ngày ở nhà ăn sẽ có hai đơn vị cung cấp khẩu phần ăn khác nhau
nhằm có sự cạnh tranh về thực đơn và phong cách phục vụ để công nhân có sự lựa chọn tốt hơn và điều đó mang lại những bữa cơm chất lượng cao nhất cho người lao động. Đây là một hình mẫu đáng chú ý và cần nhân rộng. Tương tự trong việc quản trị đất nước ở tầm vĩ mô, nếu có sự cạnh tranh bình đẳng giữa các đảng chính trị để người dân có quyền lựa chọn thì chắc chắn đất nước sẽ phát triển tốt hơn rất nhiều, vì cạnh tranh khiến các đảng phái phải đưa ra các chính sách hợp lòng dân và nỗ lực thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn. Đây là một sự thật rất đơn giản, nhưng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cứ giả điếc, không muốn nghe và không chịu hiểu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Từ bữa ăn của người lao động cần có sự cạnh tranh đến vấn đề phát triển của quốc gia. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.